Bộ Công Thương vừa cho biết 9 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 154,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, hầu hết ở tất cả các nhóm hàng đều có mức tăng trưởng khá là từ 18,9% cho đến 35%. 9 tháng đầu năm 2017, mức nhập siêu của Việt Nam đã giảm chỉ còn 442 triệu đô la Mỹ, bằng 0,29% tổng kim ngạch xuất khẩu, cách xa con số 3,5% mà Quốc hội giao. So với mức cao điểm trong những tháng đầu năm, khi nhập siêu cả nước có thời điểm lên tới 4,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, thì đây là con số khả quan, thể hiện những chính sách điều hành xuất nhập khẩu đi đúng hướng. Kết thúc quý 3 năm 2017 với những kết quả khả quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, ngành công thương hoàn toàn tự tin khẳng định có thể đạt được kim ngạch 207 tỷ đô la Mỹ trong năm 2017. Mức tăng trưởng dự báo này vượt xa mức tăng trưởng được Bộ Công Thương đưa ra hồi đầu năm 2017 là 188 tỷ đô la Mỹ và mốc 200 tỷ đô la Mỹ đưa ra đầu tháng 7 vừa qua. Đặc biệt hơn, khi nhập siêu đã liên tiếp giảm trong những tháng gần đây, khiến Việt Nam có thể lạc quan với con số nhập siêu dự kiến của năm 2017 là 1 tỷ đô la Mỹ, bằng 0,5% kim ngạch xuất khẩu và thấp hơn 3,5% mục tiêu Quốc hội đã đề ra.